Ai nào, cái 100.000 sub này tôi sẽ phải nói luôn là thứ nhất là tôi thành thật mà nói là tôi không quan tâm đến con số 100.000 sub. Lý do là bởi vì tôi đến bây giờ tôi đã góp tay vào việc xây dựng ra một vài cái nút bạc rồi. Đầu tiên tôi làm kênh YouTube, đầu tiên là bắt tay làm cùng với cả anh Giang và anh Nhân là tạo ra, không phải tạo ra mà xây dựng kênh phê phim đạt 100.000 sub. Sau đó là phê chuyện cũng 100.000 sub. Phê game thì tôi tạo ra cùng với anh Trường và Hải Stark, rồi sau đó cũng 100.000 sub. Đây là ba cái nút bạc ở phê phim. Sau đó là tôi nghỉ phê phim và tôi bán cái kênh cá nhân của tôi cho Spider Room, và để cho Spider Room phát triển lên. Và đợt đầu tôi cũng xây dựng cho Spider Room. Sau một thời gian thì Spider Room cũng được 100.000 sub. Thế nên là tôi đã tham gia vào việc xây dựng 100.000 sub cho bốn kênh đấy. Mà tôi chỉ muốn nói đến việc là tôi đã nhận khá là nhiều nút bạc rồi. Tôi là góp phần vào việc xây dựng ra khá nhiều nút bạc rồi. Đối với tôi, cảm giác mở nút bạc nó không còn giá trị nữa. Mặc dù phải công nhận một điều, đó là sau khi tôi rời phê phim thì cái tiếng Samurai ở lại từ phê phim nó vẫn còn, và vẫn rất nhiều người nhận ra tôi từ ở phê phim. Đó là lý do vì sao sau khi tôi lập lại cái kênh Samurai mới này và tôi làm cái clip đầu tiên, đó là cái clip câu trả lời các bạn đang cần. Tôi nói tôi nghỉ phê phim và tôi làm kênh mới. Tôi đã có ngay lập tức 6.000 sub nhảy sang. Đấy là 6.000 người sẽ đéo quan tâm tôi làm gì cả, chỉ cần có mặt tôi là một người xem. Và đến tận bây giờ tôi vẫn rất cảm ơn những người đấy. Mặc dù bây giờ kể một 6.000 người đấy tôi chết có mẹ em mất, nhưng mà về cơ bản, những gì mà tôi đã làm ra ở các kênh đấy đều là tôi dốc hết mình ra tôi làm. Tôi dốc hết mình ra để xây dựng. Và mọi người cảm kích cái điều đấy, và mọi người theo dõi tôi và tiếp tục theo dõi tôi khi tôi lập kênh mới. Thế nên cái 100.000 sub này là để cảm ơn những người đã theo dõi tôi từ đợt đấy. Sau đó tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện là tôi tuyển thêm nhân viên, tuyển thêm thành viên để mở rộng bộ máy ra. Đấy là cái lời cảm ơn thứ ba, là khi tôi bắt đầu nghiêm túc sản xuất trở lại từ đầu năm ngoái, là đầu năm 2022. Rồi đến giữa năm thì tôi bận quá, tôi không xử nổi nữa, tôi xoay hướng công ty, rồi sau đó tôi lại chuyển lại. Thì về cơ bản là trong 2 năm, trong 3 tháng tôi để lên thành 30.000 sub. Đến tháng 7 năm ngoái tôi bắt đầu sản xuất lại, là hồi đấy là 40.000 sub. Và tôi quyết tâm là cuối năm đạt 100.000 sub để làm được cái điều mà tôi muốn xác định ngay từ đầu, đó là hãy một lần trong đời try hard, cố hết mình vì mình. Cái 100.000 sub này nó chỉ để tôi nói với chính mình, hiểu? Mình nhìn vào chính mình nói là damn, mày cũng được ấy. Thế là cái 100.000 sub này nó có 3 giá trị. Cái giá trị lớn nhất là cảm ơn những người đã ủng hộ bản thân tôi, bao gồm những người đã theo tôi từ thời phê phim tới bây giờ. Đéo quan tâm tôi nói cái gì cả, chỉ cần có tôi là một cái quý. Cảm ơn những người đã sát cánh cùng tôi xây dựng cái team Samurai ngày hôm nay, vì công sức của mọi người mà tôi mới có ngày hôm nay. Và thứ ba là chính tôi, vì tôi đã ủng hộ tôi và tôi đã ép tôi bằng được để tôi có được cái giá trị đấy. Và tôi thấy mình ok, mình hài lòng với chính mình và mình tự hào về bản thân mình. Dù gì đi chăng nữa, cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi trong toàn bộ thời gian qua để tôi có được cái này. Có thể đối với mọi người nó chả là cái mẹ gì cả, nhưng đối với tôi nó là một cái, nó thực sự giá trị và tôi sẽ không bao giờ quên. Ví dụ năm ngoái 100.000 sub gì đấy, năm nay tôi sẽ ủng hộ tôi để tôi đạt được 6 múi.